xuống, gà xuống, con gà xuống. Đúng rồi. Đúng rồi. Đẹp thôi nhỉ. Nào, bây giờ làm sao? Tôi đang đem ra cái cạnh này. À, cạnh cái đấy à? Rồi. Giữ tanh cho bố, giữ tanh cho bố. Rồi, có màu gì nào? Màu này đi. Ừ. Màu đây là màu gì? Không. Ừ. Gạt đều đi, con gạt cho cát nó đều đi. À, gạt cát đều chưa? Nè, như nè. À, đúng rồi. Còn cái tí nữa có phải? À, còn cái tí nữa. Rồi bây giờ đến được tô cái gì nào à? Cái này, cái tóc. À, cái tóc này à? Tóc này giờ thì tô màu gì? Màu cam đi. Thế à? Hay một cái gì cũng được nhỉ? Ừ. Hay màu luôn. Màu đấy lại cùng với màu viền. Yeah. Ừ, phải tô màu khác chứ. Nó mới nổi lên được. Tóc con màu gì? Nào giữ, giữ cho bố, nào giữ cho bố. Đừng giữ ra ngoài này, con cầm giữ ra ngoài tìm rồi, đúng rồi. Đi, đi mua lấy. Rồi, rồi, giờ tô đi. Bây giờ đổ cát màu gì nào? Tóc có màu gì nào? Không, màu đấy lại cùng với màu này. Màu đấy cùng màu viền mày này. Màu này đi. Ừ, rồi tìm màu đấy. Rồi con gạt đều ra đi. Con gạt đều ra xung quanh này, con gạt đi đấy, gạt đi, gạt. Giữ này. Đây con đây nó cơ mà, thôi đổ làm gì? Đây con. Đây con gạt từ đây ra này, đúng rồi. Đây con gạt từ bên này ra. Đây. Đây. Đây còn bên này nữa, gạt đều, gạt đều, gạt đều đi. Đang còn đây này. Được rồi, con để đây, tí cả, tí cả, không đụng tay vào, rồi, nào bây giờ là cái gì? Ôi ơi, đến cái mặt. À, cái mặt à? Bây giờ mặt cô màu gì nào, để mày lấy qua mặt lấy nào? Mặt cô màu này đi, rồi. Màu này. Ừ, được rồi, giữ tay cho bố này để bố gảy này. Cô bà con mượn cái này, lâu không mượn em. Đây là con tô lông bi trước lại nhá. Vâng, nè. Ừ. Nào. Tô hai cái lông bi của cô đây này. À, đây là hai cái lông mày. Nhờ. Dâm. Đây màu đen này, màu này cho nó đậm này. Trời ơi. Đâu, đứa này đây. Mẹ em đây này. Mẹ em đây này. Chưa, nào được rồi, nào, chưa. Đến cạnh cái mặt. Đâu cạnh lông mi con này, giữ tranh cho bố này, tì hai bên này này, con giữ chặt bên này, đúng rồi. Để cái lông mi này. Ừ. Rồi màu gì nhỉ? Ừ. Hãy
Mắt cô màu gì nhờ? Màu đen à? Màu đen. Ừ. Con báo con lấy màu đen, con xin chị màu đen kìa. Lấy gì bố? Nào con giữ này, giữ tranh cho bố lấy này. Từ từ chưa được. Chưa, từ từ cứ để, con cứ để bên con ra đi. Nào tì tranh cho bố nào. Không con đừng, con đừng để đấy, để đấy nó đổ đi. Nào ăn gì tì tranh cho bố nào. Từ giữ cho em. Ừ, cái này dính chặt quá nhỉ. Rồi. Rồi một bên mát, để từ mắt bên này nào. Nào giữ tranh cho bố nào, giữ tranh cho bố nào. Rồi, xong rồi. Đổ con đổ đi, con đổ, đổ vào mắt cô đi. Đổ vào mắt này, đổ vào mắt cô này. Sao? Đổ con gạt đây này. Rồi. Kìa, chị đưa cho em để em đổ con nào. Đổ đi, con đổ vào kia, đổ vào màu đen vào kia. Rồi. Giờ đến hai cái mắt ở phía trong rồi nhá. Đây. Cho chị mượn hai cái đi, mượn cho con mượn. Từ từ để bố mượn ấy cho em đã nào. Đây. Từ. Rồi em cho cô màu gì nào? Đỏ đi. Chưa? Cho chị mượn màu ấy nhá. Cho chị mượn màu này. Nào. Nào ăn gì nào. Nào. Tối chưa mẹ. Đây. Tối chưa. Hả? Wow. Cho chị mượn. Thôi em tô màu gì nào. Anh tô màu gì? Màu xám đi. Ừ. Rồi màu khác chứ, màu cùng màu kia chứ. Đây, hai bên cùng nhau mà. Thêm màu. À. Rồi. Nào. Bây giờ tô lên khuôn mặt cô nhá. À cái mũi này, cái mũi cô màu gì nhờ? Blue đi. Blue. Blue không có đẹp rồi. Đâu, màu xám đi. Rồi, nào. Màu xám đi. Ừ. Con lấy cát cho vào. Chưa nhỉ? Rồi. À được rồi, nào bây giờ đến mặt nhá, mặt cô nhá. Vâng. Ừ. Bạn cũng cười cũng được. Ừ. Mặt cô màu gì nhờ? Màu này đi. Có màu trắng không nhờ? Không. Ừ. Cô bảo không màu trắng. Cô mặt phải màu trắng chứ. Ừ, vào xin cô màu trắng đi, bảo cô cho trong màu trắng. Màu đen nè, màu xám. Cho cô màu trắng, cô ơi, cho con. Màu trắng như này còn cái nền thế. À.
trắng, có cát màu trắng mà. Đây là cát màu xám, ra phải màu xám. Được rồi thì con. Con gạt đều ra đi. Gạt đi con, gạt đi, gạt cát đều xung quanh đi đấy. Đều rồi con gạt đi. Sao làm cái việc khó thế, việc to thế. Kìa chị để cho em đổ cát kìa. Chưa? Nào để lật viền mặt cô là màu gì nào? Viền mặt cô à, đây nhá. Cô hai cái nơ của cô này màu gì này? Màu này đi. Giữ tay cho bố này. Đây để bố cạo nơ, nút cái nơ này. Giữ chặt cho bố. Đấy, cái váy luôn. Và cạo váy kẹt lên đựng tặng ôn của cô nhá. Nơ này. Nơ cho cô này. Rồi, được rồi, nơ màu gì nào? Con cho màu gì? Mẹ ơi, màu này đi. Mẹ ơi, vàng. Cần tóc cho con, cần tóc cho con, mẹ ơi. Cần tóc. Con phải cần cậy tóc cho nó cậy rồi mà. Tóc con để cậy. Tóc con để cậy. Cổ này, đá này, bám vào này. Con ở đây. Cổ ra đây này, cát gì cái đơn này. Rồi. Cát cũng được. Rồi, cái nơ này nha, đây là cái nơ này nha. Cái này to. Giữ cho bố. Cái ti đi. Đây là cái ti mà. Thế à? Ủa nhầm à? Yếm à? Yếm để che lại. Để hỏi cô leo leo để. Thế à? Che cái ti của cô à? Thế à? Đi hỏi mọi người nhìn thấy cô đấy. Thế à? Nào giữ cho bố nào. Rồi, em tô đi. Cho màu gì nào? Cá màu gì nào? Màu hồng đi. Chưa? Nào, giữ cho bố nào, bố cạnh hai bên rìa nào. Hai bên rìa sẽ đông cái gì? À, màu này đi. Màu khác đi chứ, cái que, cái gậy của cô nè. Rồi, được rồi nào. Bên này với hai bên đấy đổ đi. Nào, màu gì nào? Màu này. Màu đấy. Đổ đều đi, đây này đang còn này, con đổ đều đi, đặt đều đi. Nào bây giờ váy của cô màu gì nào? Váy của cô màu gì? Tìm màu đi. Màu hồng cho đẹp. Màu hồng cho đẹp. Màu hồng một cả áo rồi màu cam đi. Đấy, tiếp, tiếp.
bên này luôn nhá, bên này rồi. Đây đây. Tay tay. Đi đâu à? Đi đâu à? Thế sao mẹ cứ ngồi xe mình hoảng vậy? Cho búp bê luôn và búp bê Barbie. Bóc đây luôn đi. Không không không, để từ cái riềm váy. Sao không riềm váy vào? Được rồi, tí nữa lấy riềm váy sau. Giờ đợi, tô váy cô màu gì nào? Chị đang tô tóc màu cam mà, để cho chị đổ đã. Thì tí nữa xin thêm cô. Để cho chị đổ. Chắc ở đây để ngồi đấy, đứng đấy, chờ đấy vào sao rồi. Rồi em lấy đi. Em đổ rồi. Đi. Rồi. Có chút nữa. Em lấy ở trong trong lo này. Rồi em gạt đều đi. Gạt đi. Rồi em ra lấy thêm đi, lấy thêm đi nào. Lấy thêm đồ vào. À lấy quả cô thêm á, thì lấy thêm quả cô thêm. Được rồi, gạt đều đây, thôi được rồi, đủ rồi, con, đủ rồi. Bố ơi, nào. Đây là cái gì, đây là cái gì mà là... Con hỏi mẹ đi, hỏi mẹ cho mẹ. Mẹ đi cổ hả? Đây là cái gì mà mẹ? Nào, bây giờ viền nào, để cái riềm này màu gì nào? Màu... Màu đấy hay là màu tím này, cho đẹp. Nhá. Nào này giữ cho bố này. Kéo lên. Rồi. Ừ, nào cho giờ cho màu gì nào? Ừ. Giờ thích màu gì nào? Con thích màu gì? Ờ, để con thích màu đấy. Mẹ ơi. Màu á. Mẹ ơi. Gạt đi con, gạt đều. Đấy gạt đều. Mẹ ơi để cái chữ để ngón tay, để ngón tay. Gạt đều, con đặt ra con gạt lên trên này này. Mẹ ơi. Cái chữ nho nhỏ này là cái chữ không? Đây con gạt lên vành kia nữa. Đấy là cái máy. Máy này á. Đây. Đây, gạt lên, gạt lên nhờ. Không cần đâu, đây này con gạt xuống này, gạt xuống này. Đây, gạt đều, gạt đều. Đấy rồi, đổ vào. Vào, bên kia mà, đấy. Chưa? Đẹp rồi. Đây là cái chữ. Hả? Đây là cái chữ. Cái chữ.